Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình quay cái tầng để xe của showroom mình nè các bạn. Showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều xe luôn. Thì hiện tại chương trình ưu đãi từ đại lý và sắp tới đây chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cái ưu đãi phí trước bạ 50% được áp dụng. Thì tất cả những xe ở đây sẽ đi đăng ký nè. Các bạn thấy rất là nhiều luôn. Khá là nhiều xe đang chờ luôn nha các bạn. Mình có một cái chỗ này và ở trên sân thượng cũng vậy nè. Ngoài ra mình có bên chỗ khu chế xuất Tân Thuận nữa, cũng có một cái kho xe bên đó. Lượng xe về khá là nhiều, khách hàng đặt rất nhiều cho các bạn. Số lượng xe kẹt về cuối năm thì nó rất là hạn chế và nó sẽ hết rất là nhanh. Vì vậy bây giờ là thời điểm mà mình sở hữu những chiếc xe Mercedes-Benz tốt nhất, là được hưởng rất là nhiều ưu đãi luôn, từ đại lý rồi từ nhà nước. Đó, rất là ok nha các bạn. Nếu như các bạn mà quý khách hàng muốn sở hữu và tìm hiểu những chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng và đẳng cấp tuyệt vời như vậy thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766 nha. Rất là nhiều xe GLC luôn nè các bạn. Màu xám, trắng, đỏ, rất là nhiều. Thì video này mình chỉ quay sơ lược thôi để cho các bạn và quý khách hàng thấy cái tình hình hiện nay. Khách hàng đang tập trung mua xe rất là nhiều. Đây là những chiến binh đang nằm chờ để được đi đóng thuế và đăng ký và về vi vu trên những cung đường của Việt Nam mình. Rất là nhiều các bạn. Trước đây chỗ này của mình là trưng bày xe rồi, giờ cũng phải tận dụng để xe luôn. Khá là nhiều. Số lượng xe GLC và dòng E-Class thì hiện tại là đang cạn dần. Thì nếu như các bạn mà quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu thì hãy liên hệ ngay với mình nha. Thì mình sẽ nói chung là sẽ hỗ trợ cho các bạn và quý khách hàng chương trình ưu đãi ok nhất để mình có thể sở hữu được xe. Đó, vừa đi bảo vệ bản thân và cũng như là gia đình. Đây, phía bên kia là các bạn, chiếc trắng trắng là chiếc E200, có mức giá là 2.310.000.000 đồng. Phía trên đó là chiếc GLC 200 Formatic 2.099.000.000 đồng. Và đây là có một em GLS 450 màu đen nữa nè, nội thất là màu đen luôn. Xe này thì cái anh khách hàng đặt option là cách đây cho phải 8 tháng rồi, giờ xe mới về. Nhìn rất là đẹp luôn. S450 và S450 Luxury thì bên mình vẫn còn một số xe. Đó, nếu như các bạn có quan tâm thì hãy liên hệ ngay với mình. Chiếc này mới bên nhà máy về đó các bạn, nó còn bụi luôn. Xe này mình chưa có kịp dọn. Màu này là màu ruby. Đó, các bạn thấy nó sẽ ánh nó đỏ nè. Ôi, xe này thì ban ngày đi được màu nó ra mấy màu đỏ nâu nâu, ban đêm đi màu đen, nó giống như cái màu xanh đen vậy. Đây là chiếc S450 Luxury màu đen, nhìn rất là sang. GLC 200 Formatic màu xám. Xám này trước đây là của AMG nè, nếu như mình muốn sơn cái màu này là phải mất thêm chi phí. Còn bây giờ nó là màu tiêu chuẩn trên dòng GLC luôn, mình không bị mất chi phí để sơn cái màu này nha. E300, xe mới ra, màu trắng nội thất nâu nè, cực kỳ là hiếm luôn. S450 tiêu chuẩn, chiếc này thì mức giá là 4.299.000, bên mình vẫn còn một số dòng xe S450 tiêu chuẩn này. Và E300 thì bên mình vẫn còn xe luôn. Đây, một chiếc xe mà khi các bạn và quý khách hàng mua một được hai, chính là cái màu này. Bằng đêm đó các bạn, ví dụ có ánh đèn vô thì nó sẽ là màu xanh, rất là thể thao và trẻ trung. Còn khi mà mình tắt đèn mà đi ngoài đường, ví dụ như không có ánh sáng á, thì nó sẽ là màu đen. Rất là hay ha, mua một được hai. Chiếc này thì GLC 300 AMG, có mức giá là 2.499.000 đồng. Những dòng xe này cho mình quay á, trừ cái chiếc to bự GLS nhập khẩu kia, thì sắp tới đây thì những cái chiếc mình mới kể nãy giờ sẽ được áp dụng cái phí trước bạ 50%. Thì mình sẽ liệt kê lại là những chiếc xe mà các bạn và quý khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi. Đó là chiếc C là 1 nè, E là 2, E180, E200, E300, GLC 200, 200 Formatic, 300 AMG, thậm chí là S450 và S450 Luxury luôn. Thì mình sẽ được hưởng cái ưu đãi trước bạ của nhà nước. Những dòng xe này là lắp ráp tại Việt Nam. Nhà máy thì đặt ở bên đường Quang Trung, bên Gò Vấp các bạn. Đó, linh kiện là nhập 100% từ Đức nha các bạn, chứ không có nội địa hóa. Thậm chí là cho tới cái đầu van này nè các bạn. Cái đầu van đã vặn đây nè, cũng là nhập luôn nha. Mình vô trong xe mình qua cho các bạn xem cái đầu van đó. Đây là showroom mình về đêm. Số lượng xe, những chiếc xe ở dưới là xe lái thử bên mình.
showroom mình rất là sáng luôn, rất là sáng. Các bạn khi mà đi ngang qua showroom mình, nếu có xem được video này thì hãy cho mình một like và hãy đăng ký kênh cho mình nhé, để mình có thể quay những video về những dòng xe Mercedes-Benz. Đăng lên đây cho các bạn một cái khách hàng xem. Đây là cái đầu gọi là, hay người ta hay gọi là cái đầu ruồi để gắn vô cái van xe đó. Nhìn rất là đẹp, rất là chắc chắn, rất là nặng nha các bạn. Ron đồ rất là kỹ lưỡng luôn. Chiếc này thì GLC 300 AMG màu trắng nội thất kem. Kính trước hai lớp cách âm luôn, kính sau tối màu cách nhiệt sẵn. Rất là ok nha. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu dòng xe Mercedes-Benz thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766 nha. Nói chung là xe thì cũng không còn nhiều. Nếu như mình muốn sở hữu thì hãy nhanh tay để vừa có xe mà vừa nhận được những ưu đãi cực kỳ là lớn từ đại lý cũng như là nhà nước. Mình xin cảm ơn và gặp lại các bạn và quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.